Tiên xin chào quý ông bà cô chú nha. Đang đến với kênh của Hiện Tiên Vlog. Ủa của ai vậy chú Tiểu? Chị Phương Hồng phải không? Phương Hồng. Nghệ sĩ Phương Hồng. Nghệ sĩ Phương Hồng. Từ để chị vô hả? Chị vô chị làm chị Tiểu hỗ trợ. Ủa này giống mặn quá ta. Như mặn phải không? Chai mà. Chai hả? Tàu hủ tiên nè. Uống đục chai. Trời ơi. Quá khủng rồi. Trời ơi, coi em muốn biết em xin lỗi mình nói đúng rồi nè. Em chào chị nha. Ảnh Hồng. Phương Hồng. Phương Hồng. Từ đâu ạ? Phương Hồng mà cứ anh Hồng vậy. Hồ Chí Minh. Đến từ Hồ Chí Minh City. À đúng rồi. Cái này bỏ riêng cũng đi. Cái này mình chưa đến. Còn có người trống hả chị? Quá tuyệt vời. Giờ sao ta giờ mà sắp tới mình cho nóng lại rồi mình giờ sợ ra. Giờ sợ cái đi sợ. Chút chị đem cái link các bạn lên sẵn xong chị bật miếng gà cho nó không có chân trộn đâu. Hôm nay mình cũng chai con nha. Cũng chai. Bây giờ mình bật nóng ở đây mình ra mình đi là cũng thấy vậy mà. Từ tô từ tô hả? Đúng rồi bây giờ mình lấy kim kim kho. Bây giờ mình rút cô là đổ lẩu ra đây đúng không? Ủa chị, cái này là chị mua hay là nhà nấu chị? Chị tự nấu. Wow, chị tự nấu. Dạ. Chị mua hay chị đặt? Ồ, cái trái táo bự chẻ luôn kìa. Tại vì anh Năm rất là thích ăn đồ nha. Lẩu chay á, lẩu nấm chay. Lẩu nấm gai hả? Năm Vũ Linh á, thích là món tự tay. Nói chung là anh Năm anh thích tự nấu hơn là... Em rất là... Ủa chị, bữa nay chị đi với ai vậy? Dạ. Ai có học quẹt mặt lên giùm đi. Đi xe lâu lắm rồi cái máy. Ai có học quẹt mặt lên giùm. Có học quẹt không? Có 6 năm rồi. Đây đây đây. Anh học quẹt trong đây. Có học quẹt. Gì vậy? Đi con nấu được không? Sao vậy sao nó không lên được. Cái học quẹt rồi tại cái này nó không cháy. Cái chừng đấy á, cái chừng nó bị cháu bu ri á. Đi xe còn không? 6 năm nay chị không nấu rồi chị. Trời ơi, 6 năm mà chị xài tới cái này. Mình mượn đỡ cái bếp nào đi chị, 6 năm rồi mình đừng có nấu. 6 năm rồi hả? Ờ, 6 năm mới. Em cho mượn học quẹt nè, ai chẹt đi em né là chút coi. Thì nó không có cháy, nó cháy rồi, nó cháy rồi. Dạ, nguy hiểm lắm chị, không được đâu. Đây, còn có tay đi nè, cháu. Chị dụng chiều cuối nha, không được là xong rồi. Anh khách sĩ la tay. Né 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 la đi, né xa xa la đi bà con ơi. Bà con ơi né xa la đi. Gì ghê vậy? Xong rồi, xong rồi. Vậy là trang thứ 9 là cũng không xài được đúng không? Được rồi, chiều cuối thôi. Thôi à, chú Tiểu ơi. Tiểu ơi, thôi nghe. Được không chú Tiểu? Nó nghe mà thích cũng không biết nào, tại vì mình sẽ mấy
từ từ ra chú Tiểu. Cháy rồi, đủ cháy rồi chú Tiểu ơi. Hai chục tô quá, hai chục tô quá. Rồi thua rồi chị. Rồi chị làm bao nhiêu con chị nói cho tụi em chia chứ. Rồi để sao nhập hàng qua không có này. Cháy. Hả? Có mượn ai được cái nào? Cái bàn nữa đi. Thôi mình mượn nhà ăn được hả? Mượn chỗ nóng cơm. Mấy cái bàn nữa là cái bỏ. Này mà không có bếp ga là bỏ tay luôn. Cái đứa quà bánh đứa vào nhà hàng có đứa quà bánh mướn chứ mượn gì. Không ý là cơm chay chỗ ngoài á anh chứ không phải là trong qua viên. Chạy chạy ra ngoài quán ai mua đen á mướn đi. Mướn đi Hồng, mướn đi Hồi chậm đi. Đúng rồi. Bây giờ em đưa đứa nào ra mướn chị ơi. Số điện thoại. Ủa giờ chị mướn gì ạ? Bếp ga. Tại bếp ga chẹt không được. Tao nó ách xì nữa chứ. Bếp ga hơn hả bà xã? À, chẹt hoặc quẹt lên cũng không lên. Bếp ga đã từng nhiều thời gian, nhiều không gian. Hay là hết ga? Không, có biết chị bỏ mới có 6 năm thôi. Mà loại này bỏ 6 năm thì em nghĩ chị đâu có xài được đâu. À, cái bếp ga chị bỏ 6 năm rồi. Nguy hiểm lắm. Cái này mình xài ngoài trời chứ đem vô nhà không dám xài đâu. Rất là nguy hiểm. À, lẩu thái chay. Không mà thấy chị làm hấp dẫn quá chắc ngon lắm nè. Tự chị ở đây. Tự chị nấu luôn hả chị? Quá tuyệt vời, chị là một giọng ca. Chị Phương Hồng giỏi quá ha. Và chị Phương Hồng. Dạ chị là một giọng ca vừa thời gian vừa không gian. Mà nay chị đó cô chú anh chị là bây giờ là chị đang cái chị đang bỏ bún vào nè hả? Các bạn toàn vệ sinh thực phẩm luôn, có bao tay. Rồi, vỡ đặng của chú chị ơi, khán giả bây giờ đang ngất ngư dê rất là đông. Chị bỏ mà anh đi, anh đi, anh đi, anh đi. Vỡ đặng luôn. Khán giả thấy nguyên cái đội tiếp của bộ quận năm mà mình cái bộ đồng phục rất là đẹp cho quý vị áo tiếp đi. Hôm nay chưa tiếp đâu, bữa thứ ba đó. Bữa thứ ba mới là tiếp đủ. Bữa đó có đặt tương trái rồi phải không? Đúng rồi. Hình như bữa nay có rồi đó anh. Bữa nay là mình phát chung với nhau. Có. Đúng rồi, bữa nay phát chung luôn đi. Về cái mình giặt ha, tới đó là vừa. Không giặt gì luôn, mặc luôn. Trời quá. Áo mới phải mới không anh? Áo mới là phải bạn phải còn jean đúng không anh? Dạ. Quá trời đông vui rồi cô chú anh chị ơi. Và vỡ đặng luôn à, là người à, đây. Ô, ở phía ngoài kìa chồng. Đây em cầm cho. Dạ có sừng cô chú anh chị ơi. Mặc dù là đại lễ Vu Lan thì cũng còn trong vài ngày nữa ha. Mà hôm nay là khán giả về viếng rất là đông. Ồ, Hồng ơi, có cái món gì lạ kìa. Buổi sáng này cần giấy. Bên có cần giấy, bên có nhà. Thôi giờ mình lấy nhang bỏ vô luôn đi. Ừ. Ha. Đúng rồi. Rồi em làm này để lấy nhang lên để. Đẩy điện thoại. Có anh Dông thì để những cái khăn giấy vào của chú anh chị. Mình để vậy ha, mình dỡ bọc ra mình làm im bữa không? Cho gọn không anh? Khán giả đến rất là đông cô chú anh chị ơi. Đây là cái này nước, đúng là nước lỗi. Này em nghĩ chắc mình gỡ ra như bữa quá. Mình xay nó tròn luôn.
Anh Dông ơi, không có gỡ đường á, mình làm đi bữa đó, cái mình xây vòng tròn vô thì chứ nó dễ được nhiều nữa. Tất cả dạ đúng rồi Minh Nguyễn. Bây giờ thì hai bên đường không khảo luôn đi anh. Khảo rồi khỏi luôn, nó không có được nhiều nhiều chứ. Xây như bữa vậy đó, còn còn dư lại mình cắt. Có ai đem nhang tới nhiều chứ hả? Dạ. Rồi. Ủa con giả nào đem nhang tới nhiều hả? Sớm hết giả Ngọc mua 500 ngàn thì nhang tại hết nhang á. Của một vị khán giả. Của con giả nào? Anh. Của con giả nào hết? Khán giả Ba La Mật. Ba La Mật. Ba La Mật, Đa Tâm Kinh. Khán giả mà gửi em phóng sanh chi bữa nay nè. Dạ. Nói chung là cái này là 500 ngàn. Lì xì em mua nước, nhưng mà thôi em lấy tiền này em mua nhang luôn. Để mua nước cho anh em uống không? Dạ. Nhưng mà chích cái tiền này ra để mình mua nhang ha. Không, ý là cái tiền này là cô lì xì cho em. Dạ. Hả? Thì em mới nói thôi để lấy cái tiền này em mua nước cho anh em uống. Thế sao sáng nay do thấy có nhang rồi mình chích cái tiền mua nước để mua cho nhang luôn đi. Bây giờ còn có đâu có nhiêu nhang ở đâu. Nước thì nhìn nấu được ha, còn nhang mà. Thế là nãy giờ anh sửa bếp ga nhưng mà bất thành. Tại vì cái bếp ga nó bị ngạt cái lỗ dẫn ga quá. Vậy là không được luôn phải không anh? Nó bị chết đi xe đúng không anh? Không, đi xe. Bị ngạt cái ổng dẫn ga. Kiểm tra áo, phát áo. Anh Đặng mới hỏi bữa kêu có áo chưa, bữa nay phát đi. Có. Rồi giờ mình xay nè. Kiểm tra danh sách áo luôn đi tí. Không có này luôn đi. Đó hả? Không? Làm gì đâu. Không vô đây đâu. Làm gì không? Nhanh. Anh xây như chị bữa rồi đó anh Minh xây đi. Xây đi, xây đi. Có nhang mà xay vậy để được nhiều lắm. Anh cứ yên tâm, xay xay gì vậy lấy. Chứ mình bỏ vô bọc là không được nhiều. Ủa bà con sao giờ tới nhiều vậy ta? Quá chừng bà con luôn cô chú anh chị ơi. Mà phía trước thì sáng giờ là nước chảy vẫn còn chạy từ cái ao ra chảy quá chừng. Đó để trên cái ngay chỗ cái thùng á anh, thùng hay để á. Rồi đẩy ra đi em chào. Cũng đúng luôn. Dạ đúng rồi. Hồi nãy trình rồi. Phát áo nha anh.
để em kiểm tra lại xong rồi mới phát. Kiểm tra lại coi để kịp mà thứ ba nha. In có đúng chữ không? Rồi có tên có sai không? Em muốn kéo kiểu gì kìa. Có nhiều khi phát mà nghe anh mà tên nó sai. Đúng rồi. Đúng rồi. Bình đen bự hả? Đen bự ấy rồi. Anh hỏi em hỏi ai? Ồ, bắt gặp chị ấy, cô chú anh chị. Nước quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Là bây giờ chị bảo vệ đi, chị hỏi rồi. Chị hỏi bảo vệ cái phường ở đâu rồi chị lên phường. Nãy đó chị kia cũng kêu lại hỏi bảo vệ. Hỏi chưa? Bảo vệ đâu em hỏi sao? Bảo vệ đâu? Bảo vệ chị. Nghe cổng luôn á. Cổng vô luôn á hả? Dạ dạ đúng rồi, cái cổng lớn lớn đó chị ra chị thấy bà phường bảo vệ. Hai chị tới hỏi phiếu hả? Dạ chị đi hỏi phiếu. Để em điện hỏi cái hỏi đi, nói chung là người ta cũng khó người ta mới cái vụ này em nói chung là nhạy cảm quá cho nên em không chứ em không dám điện chị không lo chứ em mà điện cái em không tin cho bà con cô bác là chính xác luôn á. Ủa mà sao nước đang chạy từ sáng giờ không có luôn ta đi sửa cống chạy. Chị chưa biết gì ra cho dòng chủ nhật nhiều. Mà em chủ nhật nào cũng đông mà là không biết là bên ủy ban phường người ta làm á vậy ta phải xét theo đúng mấy mới được chứ nói chung ta là xét mình nói chung là mình chưa biết mà đừng có phô phán mình chưa gành lắm tại vì chị biết sao thì nó tới 13 tấn mà dạ đợi đợi em tí. Ồ đây nữa chắc. Để Duy Minh nó điện đi cái anh cầm rồi anh cầm quay đi. Ồ chú Tường xuống coi chú anh chị ơi. Bà con đang đứng hỏi phiếu rất là nhiều luôn. Quá trời rồi, xong xong rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ là tụi em là chỉ biết cập nhật vào ngày 28 đây thì phiếu thì đưa ai thôi ai. Chị Hồng Loan cũng có thông báo và mấy anh cũng đã có thông báo lại rồi. Nhưng mà bây giờ bà con đến để nhận phiếu nhiều lắm nha. Nói về địa phương người ta đối tượng nào nghèo ta biết mình đó. Dạ. Em chào anh. Chứ giờ chẳng lẽ vô cho phiếu ra chưa đâu chứ đâu tôi biết ai đâu nữa. Vậy là dạ. Phải thông tin với bà con là ở đây nào có gì địa phương nó phát à. Chúng mình phải mình làm. Dạ. Rồi, cảm ơn tụi nha. Rồi anh đi về cô chú anh chị. Là cái bên chị Hồng Loan với bên Hoa Viên đã phối hợp với bên phường ở từng khu phố địa phương người ta đã có lên danh sách thì những cái đối tượng ở địa phương đó là hoàn cảnh khó khăn thì người ta biết người ta sẽ hỗ trợ cho
biết như vậy chứ là ồ bây giờ đứng ở trước mậu của chú là nhiều rồi đó. Bây giờ mình phát áo hay gì? Không, mình còn phải kiểm tra lại nữa. À, kiểm tra coi đủ không? Không phải. Kiểm tra. Trời ơi, cái video của Hiện Tiên xin kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh của Hiện Tiên có một ngày vui vẻ nha. Và Tiên sẽ tiếp tục cập nhật ủng hộ, cập nhật đẩy cho cô chú anh chị là có thể là theo dõi trên kênh của Hiện Tiên cách nhanh nhất nha cô chú anh chị. Ồ bây giờ là mấy anh đi ra ngoài đây, không biết là chuyện gì xảy ra nữa đây. Nếu có ví dụ như là không, cái người ta, ta lại tới nhà người ta để người ta phát phiếu cho mình thì mình qua sẽ tới đây mình một cái là dạ đúng rồi. Dạ. Ở đây là chị liên hệ với phường Chánh Phú Hòa. Chánh Phú Hòa ở đâu? Chị ngoài đây nè. Mấy lần ngay thì con cũng biết đó là mấy chị là nghèo khổ cho nên mới là tới xin phiếu chứ không cỡ lắm đúng không? Đó, chứ không phải là sung sướng như đâu thì em cũng biết, nhưng mà giờ đó là cái đó là nó đúng rồi. Tụi em chỉ biết sao tụi em là nói với chị vậy thôi, chứ tụi em cũng là không có quyền hành, cũng không có cái gì hết trơn. Trời em cũng biết cái phiếu là sao luôn. Em còn chưa thấy cái phiếu nó ra. Bây giờ á, nói chung á là dạo là sẽ được tới chợ đến đây, đi qua trời đàn. Sau đó là sẽ tới cái giờ mà ấy gạo thì hình như là bên tổ chức kết hợp với bên phường á, bên mặt trận tổ quốc đó, người ta sẽ lãnh nhiều, người ta chia phát ra cho một số mà danh sách mà người ta đã lên rồi. Thì em biết là như vậy. Thì bây giờ chị thử đi, giờ mình về phường mình đi mình hỏi vô mặt trận tổ quốc á, vô hỏi mặt trận tổ quốc ở đâu á, mình vô mình hỏi thử. Hay chú mới nói về thử. Cái video của Hiện Tiên xin kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh của Hiện Tiên có một ngày tốt lành nha.